Nam em bị nam diễn viên lỡ tay tát thật đến mức lăn quay trên sân khấu. Sau, Nam đã rối rít xin lỗi Nam em vì không ngờ khoảng cách gần đến thế. Tập 5 của Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi lên sóng, mang đến nhiều tình huống khó đỡ giữa dàn khách mời Việt Hương, Hoàng Phi, Nam em. Tập 5 gợi sự tò mò khi Hoàng Phi la hét vì Nam em đã không chịu làm theo đúng kịch bản. Hoa Khôi đã dùng miếng quýt trong miệng để mớm cho Hoàng Phi và ép anh phải nuốt cho bằng được. Đứng trước tình huống bất khả kháng, Hoàng Phi chỉ biết kêu la, nhưng Nam em vẫn quyết tâm không dừng lại. Chi tiết này làm toàn bộ diễn viên ở trường quay điêu đứng, riêng Việt Hương thì không thể nhịn được cười. Có thể thấy đây chỉ là tình huống Nam em diễn lại từ đề bài đàn chị Việt Hương đưa ra trước đó. Ở phần diễn tung chiêu, Việt Hương cũng dùng một miếng quýt đã bỏ vào miệng để ép Tuấn Dũng phải ăn. Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi là chương trình không có kịch bản. Các diễn viên phải tự thảo luận tình huống trên các chủ đề được ekip đặt ra và hoàn thành những vở kịch trong suốt chiều dài chương trình. Do đó, các diễn viên hầu như không có cơ hội tập luyện trước khi bấm máy. Ở tập này, Nam em tiếp tục gặp nạn khi phải diễn xuất cùng những đồng nghiệp thành danh từ sân khấu kịch. Cụ thể theo vở kịch, Việt Hương chọn cho phần tung chiêu được lấy cảm hứng từ ca khúc Lại Anh Em Đi Lấy Chồng. Việt Hương vào vai một người phụ nữ có mong muốn bước thêm bước nữa. Cô về nhà thắp nén hương cho người chồng đã khuất, xin phép được cưới Việt Kiều. Có thể thấy Tuấn Dũng đã tát Việt Hương lăn quay trên sân khấu vì dám phụ bạc chồng. Tiếp chiêu tình huống này, lại một lần nữa Nam em phải thể hiện lại vai diễn của đàn chị Việt Hương. Khác với những tập trước, Hoa Khôi đã tự tin hơn khi đối mặt cùng Hoàng Phi. Tuy nhiên, vì không có kinh nghiệm ứng biến trên sân khấu kịch, Nam em đã không tránh được cú tát của nam diễn viên mà bị ngã nhào thật. Trước tình huống này, Hoàng Phi tỏ ra bối rối, liên tục hỏi Nam em có bị sao không. Anh nói lúc đó em ở sát quá, anh cứ tưởng khoảng cách đó là vừa. Anh xin lỗi em, tại cái kịch bản này hết anh lại em. Dù bị tát thật, Nam em vẫn thoải mái tiếp tục hoàn thành vở kịch. Tình huống trớ trêu của tập 5 chưa dừng lại khi Việt Hương yêu cầu Nam em và Hoàng Phi phải hôn nhau. Đoán chắc những cảnh lãng mạn hôn nhau sẽ làm khó đội Tiếp Chiêu, nên Việt Hương đã nhanh trí hôn đàn em Tuấn Dũng ở phần ra đề của mình. Dù Nam em cố cách lách luật bằng nụ hôn trên má, nhưng Việt Hương vẫn khắt khe muốn tái hiện lại nụ hôn bằng môi. Trước tình huống này, Hoàng Phi căng thẳng ra mặt, anh phải thốt lên: "Cho đổi vai đi, con bé nó cười, em sợ quá chị. Khúc này mình đổi tình huống luôn được không vậy?" Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện nụ hôn trớ trêu này, nam diễn viên đã đề nghị được quay cảnh hôn thêm vài lần nữa. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.